Khôi rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị trên kênh Khôi Kể Chuyện. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với một bộ truyện của tác giả Phan Thanh An. Bộ truyện được mang tên 10 năm một câu thề. Khôi sẽ làm bộ truyện này trong vòng 4 tập. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với tập 1. Có hề gì, miễn là đạt được mục đích, thì đánh đổi bao nhiêu đối với cô ta cũng chẳng mấy quan trọng. Trong ánh mắt chứa đầy nỗi khát khao quyền lực đó còn xuất hiện hình ảnh của một chàng trai đã vì cô ta mà quên luôn cả cuộc đời mình. Hương, Nhi, chờ anh với. Từ phía đằng xa xuất hiện một nam sinh đang hớt hải xách cặp chạy tới, cố đuổi theo hai người bạn của mình. Ở bên này, hai cô nữ sinh kia dừng hẳn lại, quay lưng vẫy tay đón bạn mình mà kêu: Anh Sang lẹ lên, bọn em đói lắm rồi nè. Cậu nam sinh kia liền hì hục chạy đến, tay anh bám vào vai của Hương. Nhi thoáng ánh mắt không hài lòng nhìn Sang, nhưng cũng không nói gì. Đoạn hít thở dội dài hơi để nạp lại sức sau một hồi đuổi theo hai cô bạn bán sống bán chết. Sang mới từ từ lên tiếng: Tụi em đi dĩa mà nhanh quá, anh mới nói chuyện với thầy tá xong. Thầy báo là sắp tới sẽ có đoàn tuyển sinh của trường đại học y dược xuống đây để tặng học bổng đó. Nghe đâu là sẽ hỗ trợ học phí nếu như chúng ta đạt được điểm cao đó. Sang thông báo xong thì Hương là đứa đầu tiên phản ứng. Cô nắm tay Sang vui mừng, liên tục hỏi lại: Anh Sang nói thiệt không? Đừng có xạo em mà nghe. Nếu vậy thì em có thể thực hiện ước mơ trở thành một bác sĩ ngoại chấn thương được rồi. Nhi khác với Hương, nhận được tin này, Nhi cảm thấy bình thường, không có gì đặc biệt. Vì vốn dĩ ước mơ tương lai của cô sau này sẽ trở thành một cô giáo. Nhi thích đứng lớp dạy học hơn là làm bác sĩ, suốt ngày phải túc trực nơi bệnh viện. Nếu như đó là trường sư phạm thì có lẽ đã khác, nhưng dù sao cô cũng chúc mừng hai người bạn của mình. Nhi kéo tay Hương và Sang ra rồi nói: Hay là tụi mình đi ăn mừng luôn đi, chúc cho hai người có thể giành được học bổng, tuyển thẳng vào đại học y dược, thấy sao hả? Sang ậm ờ: Chưa thi thố nữa, làm sao mà biết chắc được, như vậy có hơi sớm quá không? Hương có chút rụt rè. Nhi liền nắm chặt tay Sang động viên: Có sao đâu, năm nào anh Sang với Hương chả là học sinh giỏi cấp tỉnh của trường, điểm thi thử của anh với nó luôn luôn dẫn đầu cả huyện còn gì, hai người còn sợ gì nữa. Nghe Nhi nói có vẻ bùi tai nên Sang và Hương đều đồng ý. Hương quay sang bạn rồi bảo: Vậy Nhi về trước đi, tôi với anh Sang chuẩn bị rồi Sang đón bà liền. Nhi chào tạm biệt hai người bạn rồi rẽ sang hướng khác dẫn về nhà mình. Trên con đường làng bé nhỏ, giờ chỉ còn lại Hương với Sang sánh bước. Lúc này, Sang chú ý quan sát không thấy có ai, nên anh mới đánh bạo nắm tay Hương một đoạn. Theo quán tính, Hương liền rụt tay lại, cô đỏ mặt nhìn Sang: Anh Sang làm gì vậy? Người ta thấy kỳ lắm. Sang cũng mắc cỡ, anh rụt rè đáp lại: Tại anh nhớ em quá, nên muốn nắm tay em đi chung một đoạn thôi. Má em biết sẽ la em chết đó. Không sao hết, anh qua nghe má la chung với em cho vui. Hương mỉm cười rồi đưa tay ra cho Sang nắm. Hai người họ tay đan tay đi với nhau, đến lúc về đến đầu xóm mới chịu thả tay ra. Lung tách ra mỗi người mỗi ngã rồi, cũng không quên trao cho nhau một vài cử chỉ thân mật, trông thật là tình tứ và lãng mạn biết chừng nào. Nói về cặp đôi này thì họ vốn là một đôi thanh mai trúc mã ngay từ nhỏ. Thuở bé đã chơi với nhau rất thân thiết như người chung một nhà. Sang và Hương đều học rất giỏi, đều có ước mơ trở thành bác sĩ cứu người, nên luôn biết giúp đỡ và hỗ trợ nhau trong học tập. Cứ như thế thời gian dần trôi, tình cảm trong hai người họ ngày càng thêm lớn dần. Và rồi thứ tình cảm đó cũng vượt qua định nghĩa tình bạn thông thường mà đã ngấp nghé chạm đến mốc của cái gọi là tình yêu. Cả lớp biết, cả trường biết, hai bên gia đình đều biết cả, nhưng duy chỉ có hai người họ là không biết mà thôi. Năm nay là năm cuối cấp của Sang và Hương, là lúc sắp bước đến cánh cửa đại học, nơi chứa đựng bao nhiêu ước mơ và hoài bão về một tương lai tươi sáng. Vì ý thức được tầm quan trọng của việc này, nên hai người họ đều gần như cố gắng hết mức khả năng của mình, và thành tích trong lớp trong trường của Sang và Hương luôn luôn đứng đầu sổ. Sang đứng nhất, Hương đứng nhì với số điểm trên không quá là bao. Tình yêu của cặp đôi học giỏi này đã làm cho không biết bao nhiêu học sinh khác phải trầm trồ thán phục. Một số thì ghen tị, số còn lại thì ao ước mình cũng sẽ có được một người yêu giỏi giang như thế. Chuyện tình của Sang và Hương chẳng có ai cấm cản cả. Thậm chí là mọi người đều tán đồng và ủng hộ rất nhiệt tình, kể cả thầy cô giáo và cha mẹ hai bên. Ai cũng mong họ sớm thành đạt rồi cưới nhau, tạo nên một chuyện tình với kết thúc đẹp và hoàn hảo. Mặc dù những cái kết đó, đa số phần lớn chỉ đều xuất hiện trên phim mà thôi. Con đi chơi với con Hương đó hả? Hai đứa chơi vui nghe, nhớ về sớm. Sang dạ đáp lời của mẹ, rồi chạy qua nhà của Hương đợi cô đi cùng. Tối hôm đó, Nhi cũng có mặt rất đẹp để chuẩn bị cho bữa tiệc hôm nay. Ba đứa chọn một quán nhậu bình dân rồi tấp vào. Sau đó cùng nhau ăn uống trò chuyện vui vẻ. Nhi chăm chú để ý rất kỹ những cử chỉ và hành động của Hương và Sang dành cho nhau. Cô có cảm giác hình như bản thân mình đang làm kỳ đà cản mũi sự riêng tư và hạnh phúc của hai người bọn họ vậy. Nhi khó chịu lắm. Cô cảm giác như vậy là bởi vì Nhi không thích bất cứ ai gần gũi với Sang, hay nói đúng ra là Nhi đang ghen với Hương. Cô yêu Sang nhưng lại không dám tỏ tình. Biết mình không đẹp, không giỏi bằng Hương, nên Nhi chỉ đành nén chặt nỗi lòng, chôn giấu tình cảm mà chẳng hề dám nói ra hay thổ lộ với ai. Nhi yêu đơn phương, nhưng cay đắng hơn là tình địch của cô lại chính là người bạn thân tin cậy duy nhất. Nhi biết mình là kẻ đến sau, nên chẳng có quyền gì để ngăn cản hai người bọn họ cả. Nhưng cứ mỗi lần nhìn người yêu mình tỉ tê lời đường mật với người con gái khác, thì Nhi cảm thấy cực kỳ buồn và có chút gì đó không cam tâm. Một thứ tình cảm khó nói, nhưng cũng cực kỳ khó chịu. Nhi là một cô gái dễ thương chịu khó, lại ham học giỏi giang, nên cũng được rất nhiều bạn nam trong trường và thanh niên xóm làng theo đuổi. Ấy vậy mà cô chẳng hề có chút gì mảy may để tâm tới. Dù cho kẻ theo đuổi mình có là trăm anh thế phiệt, thì trong lòng Nhi cũng chỉ yêu có một mình Sang mà thôi. Cô cũng mơ ước được cùng Sang trở thành vợ chồng, nuôi dạy con cái và chung sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng là kẻ đến sau Hương, nên Nhi chỉ đành ôm nỗi sầu muộn trong lòng mà không dám đứng ra tranh giành tử tế. Cô ý thức được nếu mình làm vậy thì chẳng khác nào một tiểu tam cố tình phá vỡ hạnh phúc của người ta. Thế nên Nhi chỉ yêu Sang trong âm thầm mà không dám tơ tưởng đến. Đêm hôm đó, ba người họ uống với nhau không nhiều. Sang đưa Hương về nhà, tiện thể ghé vào chào hỏi mẹ Hương một tiếng. Anh dìu Hương nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường tre. Hương không hẳn là say, chẳng qua là cô đang muốn làm nũng với người yêu mình một chút. Bà Hiền, mẹ của Hương, thấy Sang đưa con gái về, trên người lại chánh choáng hơi men, nên cũng có ý không vui mà trách. Trời ơi, hai đứa còn là học sinh mới bay lớn đã tập tành thói bia rượu nhậu nhẹt rồi. Sang ngồi ngay ngắn chỉnh tề, anh lễ phép đáp. Dạ thưa cô, tụi con nghe được tin trường đại học y dược xuống huyện mình để trao học bổng khuyến học, nên con với em vui quá, có uống quá chén mấy ly, mong cô thông cảm ạ. Nghe đến đó, mẹ của Hương sắc mặt vui vẻ hẳn ra. Bà liên tục hỏi về chuyện học bổng không dứt. Bà nhìn Sang và con mình với ánh mắt tràn trề hy vọng, rồi bảo: Hai con ráng mà thi đậu học bổng nghe chưa? Nhà nghèo, lỡ bay mà học bác sĩ thì tao với mẹ bay cũng không biết lấy tiền đâu cho con ăn học. Còn chuyện của hai đứa thì đợi tụi con học xong đại học, có công việc ổn định hết thì má tính cho. Thiệt hả má? Sang và Hương cùng nhau đồng thanh. Anh biết mình xưng hô bị hớ nên vội sửa lại. Bà Hiền cười rồi nói: Gọi má cũng có sao đâu. Trước sau gì thì bay chả gọi tao như vậy mà mắc cỡ. Thôi cũng tối rồi, Sang, con về đi, kẻo má đợi. Nhớ đi cẩn thận nghe con. Thế rồi ngày thi cũng sắp tới gần. Quãng thời gian này, Sang và Hương cùng nhau ôn luyện rất vất vả. Ngày học ở trường, chiều tối cùng bảo ban nhau học thêm, cốt yếu làm sao cho hai đứa giữ được số điểm cao nhất nhằm tranh suất học bổng khuyến học. Hôm thi tốt nghiệp, cả hai đều làm bài rất tốt. Đến ngày phát kết quả cũng không quá bất ngờ. Sang được 29,20 điểm, còn Hương thì thấp hơn một chút với số điểm 28,60. Đúng như dự đoán, Sang lại đứng nhất. Không đơn thuần là nhất trường nữa, mà thậm chí đạt được thủ khoa của tỉnh. Hương thì chỉ đứng sau Sang, nên cô cũng khá yên tâm về kết quả của mình. Chiều hôm ấy, đại diện ban tuyển sinh của trường Đại học Y Dược có gọi Sang và Hương lên phòng giám hiệu để gặp mặt. Hai đứa vui lắm, cứ nghĩ chắc chắn là chuyến này cùng nhận được học bổng. Gương mặt rạng rỡ tràn trề hy vọng bước vào. Hai đứa lễ phép cúi đầu chào thầy cô và ban đại diện tuyển sinh, sau đó ngồi vào chỗ. Người đại diện nhìn sơ qua Sang và Hương một lượt, sau đó nở nụ cười cất tiếng. Thầy chào hai em, chúc mừng hai em đã có thành tích xuất sắc trong kỳ thi lần này. Hôm nay thầy gọi các em lên đây để thông báo chúc mừng các em vì đã được xếp vào diện nhận học bổng khuyến học của trường cho địa phương có điều kiện khó khăn, một suất chính thức và một suất trù bị. Sang với Hương tươi cười rạng rỡ, coi như là sự cố gắng bao năm qua cũng đã có được thành quả xứng đáng. Sang cố nén lại niềm vui, nó giữ bình tĩnh để hỏi lại. Thưa thầy, có một điều tụi em vẫn chưa hiểu. Suất chính thức với suất trù bị là thế nào ạ? Có nghĩa là chỉ có em mới nhận được học bổng khuyến học thôi, còn bạn nữ này thì phải chờ đợi. Không hiểu sao, nụ cười trên môi của Hương đột nhiên khựng lại bất ngờ. Một mối lo lắng bất chợt xuất hiện làm cho cô cảm thấy không vui. Hương ráo riết ra hỏi. Thưa thầy, sao em lại phải chờ? Thầy tuyển sinh đáp. Vì suất học bổng khuyến học này á, mỗi tỉnh chỉ nhận có một bạn duy nhất. Thế cho nên chỉ có khi nào người nhận học bổng từ chối thì cơ hội mới dành cho những bạn có số điểm thấp hơn. Lời giải thích được đưa ra khiến cho Hương gần như chết lặng. Nếu nói như vậy thì khác nào cô chả có gì cả. Suất dự bị này có cũng như không. Ai lại đi bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ? Hương sụ mặt xuống, ánh mắt tràn trề vẻ thất vọng. Cô chỉ im lặng mà không biết nói gì nữa. Thầy tuyển sinh trao cho hai người một phần quà động viên. Hương cũng chả buồn nhận. Cô ôm phần quà ra về mà đôi bàn tay nặng trĩu. Lúc ra về, cô cũng không đợi Sang đi chung mà lẳng lặng bước đi một mình. Sang đuổi theo ở sau gọi giới liên tục. Hương nghe thấy nhưng lại cố tình lơ đi. Cô mắc cỡ không dám đối diện với Sang nữa. Bây giờ anh là một sinh viên ưu tú, còn mình lại chẳng ra gì. Cuối cùng Sang cũng đuổi theo kịp. Anh bám vào vai Hương mà nói. Em không nghe anh gọi hả? Sao không đứng đợi anh về chung với? Đợi gì nữa mà đợi? Em rớt học bổng rồi. Em mắc cỡ không dám đối diện với anh nữa. Sao em lại nói như thế? Không có học bổng thì em vẫn có thể nộp hồ sơ nhập học vào đó mà. Hương đứng khựng lại, nước mắt cô rưng rưng, hai tay đang chặt vào nhau thúc thích. Nhưng nhà em nghèo lắm, làm sao có thể lo cho em ăn học suốt 7-8 năm ròng rã được. Học phí của y dược cũng đâu phải là rẻ đâu. Lời nói của Hương khiến cho Sang khựng lại. Hai đứa đi bên nhau về đến tận nhà, nhưng lại chẳng nói với nhau câu gì. Bởi vì trong lòng của mỗi người bây giờ đều có những suy nghĩ riêng. Hương thì đang tiếc rẻ và mơ ước được đi học đúng với chuyên môn của mình. Còn Sang thì không biết làm cách nào để có thể động viên tinh thần cho cô bạn gái bé nhỏ. Không khí bây giờ thật ngột ngạt và khó chịu làm sao. Cả hai chào nhau một tiếng rồi ai cũng về nhà nấy. Hương thẫn thờ báo kết quả cho mẹ biết. Bà Hiền cũng buồn nhưng cũng động viên con mau chóng vui vẻ trở lại. Hương cứ ôm mẹ mà khóc suốt không thôi. Bà Hiền xoa đầu con dỗ về. Thôi không sao đâu con. Không học được bác sĩ thì mình học cái khác. Sư phạm, kế toán, kỹ sư đều được mà, có đúng không? Nói thì nói vậy thôi, chứ ước mơ của con làm sao mà bà không rõ được. Hương muốn làm bác sĩ ngoại khoa, nay trượt học bổng rồi thì con đường theo đuổi ước mơ lại càng thêm gian khó. Nhà nghèo, cái ăn cái mặc còn phải đong đếm cân đo, thì lấy đâu ra tiền để bà cho con lên phố theo đuổi một ngành học tốn kém như vậy được. Trưa hôm đó Hương bỏ ăn, nó ngồi thẫn thờ cả buổi chiều ngoài bờ mương. Nó cứ thúc thích miết, bà Hiền có khuyên cỡ nào cũng không được. Bất lực, chỉ biết đứng ở góc bếp trông ra. Sang từ trước sân tiến ra sau hè, thấy Hương ngồi co ro ở một góc. Anh cũng thừa biết người yêu của mình đang buồn chuyện gì. Sang tới gần, dỗ về an ủi. Em vẫn còn buồn chuyện học bổng hả? Sang ngồi bên cạnh Hương, anh khoác vai cô, kéo đầu của cô tựa vào vai mình. Hương cảm nhận được tình yêu và sự chở che của bạn trai. Cô rầu rĩ nói, em không thể lên Sài Gòn học chung với anh được rồi, chắc em nghỉ học thôi anh ơi. Anh vốn biết lý do rồi nên không nhắc lại, kẻo Hương lại thêm buồn. Sang luồn tay qua eo Hương, siết chặt lại rồi đáp, đừng tiêu cực vậy chứ, sao chưa vậy á mà mất hết tinh thần rồi. Mất thật rồi chứ còn đâu nữa. Ban đầu em cứ nghĩ là sẽ có vài suất cho địa phương, không ngờ mỗi tỉnh lại chỉ chọn duy nhất có một người đứng đầu, không buồn sao được. Sang im lặng vài giây, đôi mắt làm ra vẻ bí hiểm. Anh cười mỉm, tạo cho Hương một sự tò mò khó tả. Cô tưởng Sang đang trêu mình nên giận lẫy. Anh cười mỉa em hả? Đúng rồi, giờ người ta có còn là gì trong mắt của anh nữa đâu. Anh lên trên đó học rồi cưới luôn gái thành thị trên đó luôn đi, em không thèm yêu anh nữa đâu. Sang bật cười thành tiếng trước thái độ hờn dỗi của người yêu. Anh thở dài rồi tiết lộ, anh không có dự định học y khoa đâu. Anh đổi nguyện vọng rồi, anh mới nhận được học bổng ngành công nghệ ô tô của trường sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên là... Nghe đến đây, đột nhiên ánh mắt của Hương liền thay đổi. Cô thoáng bất ngờ rồi có chút hụt hẫng. Sao lại như vậy chứ? Tại sao anh không học y khoa mà đổi sang công nghệ ô tô rồi? Đừng nói là gì, anh muốn nhận suất học bổng đó cho em mà thay đổi quyết định nhé. Em sẽ không nhận đâu. Bậy nào, đừng có suy nghĩ như vậy. Thật ra anh thấy kinh tế ngày càng phát triển, con người ngày càng sử dụng ô tô nhiều hơn, nên ngành đó khá là tiềm năng. Với lại anh không muốn tương lai mình bị gò bó trong cái bệnh viện đầy mùi thuốc tây ngột ngạt đâu. Anh thích tự do hơn. Thật ra thì những lời mà Sang nói hoàn toàn đều là giả dối. Y khoa là ước mơ lớn nhất của Sang. Anh vốn không có hứng thú và một chút đam mê nào với máy móc xe cộ cả. Anh nói vậy vì muốn khôn khéo có thể nhường lại suất học bổng của mình cho Hương. Còn riêng bản thân anh thì từ từ sẽ lựa chọn một ngành nào khác. Với số điểm thuộc top tinh hoa của cả nước thì có hàng tá trường sẵn sàng bỏ ra học bổng toàn phần để cho Sang lựa chọn. Còn đối với Hương thì khác, nếu không có học bổng khuyến học này thì coi như con đường học vấn của cô sẽ chính thức đóng lại. Hơn ai hết, Sang biết ước mơ trở thành một bác sĩ ngoại khoa chấn thương của Hương là mãnh liệt và khao khát đến nhường nào. Hương như một chú chim non đang khao khát tập bay, nhưng lại thiếu đi một đôi cánh chắc khỏe. Suất học bổng này chính là đôi cánh mà Hương đang tìm kiếm bấy lâu. Chỉ cần Sang trao cho cô đôi cánh này thì cô có thể sẽ vút cao lên và trở thành một con phượng hoàng rực sáng. Vì thế cho nên anh mới dứt hết mọi đắn đo suy nghĩ để quyết định từ bỏ suất học bổng của mình. Điều đó cũng đồng nghĩa là anh đã chính thức khép lại con đường trở thành một bác sĩ tài hoa cứu người giúp nước. Hương không dễ dàng bị lừa, cô vẫn cảm giác được Sang đang nói dối. Dội gạt nhanh nước mắt để tỏ ra mạnh mẽ hơn, Hương đáp một cách dõng dạc. Em không giận đâu, cùng lắm em nghỉ học ở nhà làm phụ giúp mẹ. Em không thể nào lấy đi tương lai và ước mơ của anh được. Hương dội đi vào nhà để từ chối Sang, nhưng cô đã bị anh kéo tay lại ôm thật chặt vào lòng và nói, em phải nghe anh, em phải đi học. Mẹ em đã khổ rồi, bộ em không muốn phấn đấu để giúp mẹ thoát nghèo à? Em là người yêu của anh, tương lai là vợ anh, sao anh không thể dành suất học bổng đó cho em được? Nhưng mà... Hương nghẹn ngào, lệ đã tràn bờ mi. Sang lấy một ngón tay khẽ đặt lên môi cô rồi cất tiếng. Đừng nói gì nữa, dù trời có sập xuống thì cũng có anh che chắn cho em rồi. Đừng phụ công sức của anh yêu em. Sang nói bằng một chất giọng hùng dũng, ánh mắt cương nghị quyết đoán nhìn Hương. Điều đó làm cho cô cảm nhận được sự bao bọc đến từ tận sâu tấm lòng của người yêu mình. Hương không khước từ nữa, cô hạnh phúc gật đầu, rồi chủ động ôm hôn Sang thấm thiết. Anh tương đối bất ngờ, nhưng bản thân lại chẳng hề có chút phản kháng nào cả. Toàn thân cứng đơ bất động. Bà Hiền đứng ở trong bếp ngó ra, thấy khung cảnh lãng mạn của đôi trẻ mà trong lòng vừa có chút cảm động, lại vừa có chút ghen tị. Thời trẻ, bà và ông già cũng đâu có thứ tình yêu dạt dào và mãnh liệt như thế này đâu. Chứng kiến cảnh hai đứa trẻ hôn nhau, đột nhiên khiến lòng bà nôn nao khó tả. Bà cũng cảm thấy may mắn khi con gái mình lại gặp một chàng trai tốt bụng, tài giỏi và biết yêu thương hy sinh đến như vậy. Phút chốc, bà nghẹn ngào cảm thán. Cô đưa con rể như này thì an tâm rồi, không còn cầu mong gì hơn nữa. Chiều hôm đó, Sang lên phòng giám hiệu rồi nói rõ ý định của mình cho ban tuyển sinh. Các thầy cô ai nấy cũng bất ngờ trước yêu cầu của anh. Thậm chí thầy tá còn hỏi đi hỏi lại nhiều lần để xác nhận cho chắc. Có thật là em đã xác định đổi nguyện vọng rồi không? Sao em lại từ bỏ ước mơ trở thành bác sĩ được chứ? Sang thản nhiên đáp lại. Dạ, em đang băn khoăn lựa chọn giữa du lịch và logistics nữa thầy ạ. Với lại em thấy công việc gắn liền với bệnh viện không phải là sở thích của em. Em thích công việc mang tính tự do sáng tạo hơn nên mới quyết định rút học bổng ạ. Thầy tá không tin lời Sang. Hình như ông cũng cảm nhận được có chuyện gì đó trong ánh mắt của cậu. Ông kéo Sang ra ngoài hành lang, chất vấn. Hay là em muốn nhượng suất này cho Hương đúng không? Nói thẳng đi. Sang không ngờ thầy lại đoán được sự tình. Nhưng nếu anh nói thật thì chắc chắn thầy sẽ không đồng ý cho anh rút khỏi suất học bổng này. Nên anh đành bịa ra một lý do khác để nói. Thật ra là em sợ bị hối đầu. Với lại em sợ môi trường bệnh viện thật thầy ạ. Nhất là sợ ma nữa. Nên thôi em thấy nên đổi nguyện vọng cho chắc cú. Nghe cái lý do vừa thực tế lại vừa mắc cười, làm cho thầy tá không khỏi chưng hửng. Nhìn mặt của Sang có vẻ nghiêm túc lắm nên thầy cũng tin. Chắc là nó nói thật. Thế là ông lại dắt Sang vào phòng rồi thay anh trình bày. Nghe lý do xong, thầy tuyển sinh bên trường y cũng bất ngờ, đưa tay lên xoa xoa cái trán hói của mình. Ông cười cười rồi cũng chấp nhận cho Sang rút lui. Thế là suất học bổng này đã về tay của Hương bằng một cách không thể nào dễ dàng hơn. Chiều đó, Hương nhận được điện thoại thông báo mình đã được trúng tuyển suất học bổng khuyến học 70% của trường Đại học Y Dược. Cô vui mừng đến phát khóc, lật đật báo với mẹ ngay. Lúc này, Sang cũng mới từ trường về đến sân nhà của Hương. Cô nhìn thấy, lập tức phóng tới ôm chầm lấy anh. Anh là Nhất, em yêu anh nhất trên đời. Ráng học đi cô nương, học xong rồi anh rước em về Vinh, chịu không? Sang đánh tiếng trước mà như khiến lòng của Hương muốn đổ gột. Cô bẽn lẽn cầm tay anh, gật đầu thỏ thẻ. Em đồng ý. Hay là mình cưới nhau luôn đi, rồi cùng lên Sài Gòn học chung anh ha. Nghe con gái nói như vậy, bà Hiền đi ra la con. Bà la mà trong lòng cũng vui phải biết. Trời, cái con nhỏ này mới có bay lớn mà đã muốn có chồng rồi hà. Lo học xong đi rồi tao gả cho. Không ai cướp thằng Sang của mày đâu mà sợ. Muốn cưới cũng phải chờ đàn trai qua dạm hỏi trước, chứ ai khơi mà con gái chào hàng trước vậy. Mất giá quá. Thấy trời cũng gần tối nên Sang xin phép về nhà kẻo trễ. Hôm đó mẹ Sang cũng vừa mới biết tin con mình thôi không nhận học bổng nữa. Bà có hỏi lý do, Sang nói: Học bổng giảm thôi mẹ, chứ không phải là bao trọn toàn phần. học phí cao ngất ngưỡng, nhà mình không theo nổi đâu. Để con kiếm ngành nào trường nào học phí rẻ, để nhà mình đỡ nặng gánh. Nghe con nói xong, đột nhiên trong lòng bà cảm thấy có gì đó nặng trĩu đè nén. Quả thật là nếu Sang có học bổng đó thì dù có khổ mấy, bà cũng sẽ ráng thêm để cho con ăn học đàng hoàng. Có thể là hoàn cảnh gia đình sẽ khốn khó hơn, nhưng bà nhất định sẽ không bỏ cuộc. Nay Sang vì nghĩ cho gia đình mà quyết định rút lui, khiến cho bà cảm thấy chạnh lòng, vừa cảm thấy xót thương cho đứa con hiểu chuyện. Bà ôm Sang rồi khóc, sau đó nói lời xin lỗi. Sang cũng dỗ về mẹ mà thưa: Mẹ làm gì có lỗi? Từ khi cha mất đến giờ, một mình mẹ cần tảo nuôi con khôn lớn. Con còn chưa đỡ đần báo hiếu ơn dưỡng dục của mẹ ngày nào nữa mà. Tối đó, bà nấu thêm vài món mà Sang thích ăn để mừng anh đỗ tú tài xuất sắc. Sắp tới là 3 tháng hè, bà sẽ tranh thủ tẩm bổ và chuẩn bị tư trang cho con để nó lên thành phố bắt đầu chặng đường mới rồi. Lần này sẽ không giống như mọi khi, có thể cả năm nó chỉ về được 1-2 lần, nên tranh thủ nó còn ở nhà thì bà cố ngắm nhìn con thêm được chút nào thì mừng chút đó. Chứ để nó lên trên đó rồi, hai mẹ con chỉ còn nghe giọng nhau qua chiếc điện thoại thì bất tiện biết bao. Thế rồi thời gian cứ dần trôi, thoát một cái mà 3 tháng hè đã trôi qua nhanh chóng. Sang với Hương lúc này đều đã chuẩn bị hành trang lên đường nhập học. Chuyến đi lần này có thêm cả Nhi nữa. Sau bao nhiêu ngày đắn đo lựa chọn thì Sang quyết định chọn trường sư phạm, vì được miễn học phí, lại còn được nhà nước trợ cấp chi tiêu hàng tháng. Tuy không nhiều, nhưng nó cũng giúp anh đỡ đần tương đối phần nào chi phí sinh hoạt. Thêm nữa là trường đại học sư phạm cũng tương đối gần với trường đại học y dược của Hương, thế nên Sang và Hương có thể ở chung với nhau để tiện chăm sóc cho nhau được. Sang vui, Hương vui, bà con ai nấy cũng đều vui. Nhưng người vui nhất có lẽ là Nhi, vì theo như cô biết thì Sang đăng ký học sư phạm văn chung với mình, và rất có khả năng hai người sẽ tiếp tục là bạn chung lớp. Nhi có thể được ở bên cạnh người mình yêu, đặc biệt ở nơi đó chỉ dành riêng cho hai người, và hoàn toàn không có sự hiện diện của Hương can thiệp. Một suy nghĩ táo bạo đen tối đã dần xuất hiện trong đầu Nhi, nhưng cũng rất nhanh thôi, cô đã đập tan hoàn toàn những suy nghĩ đó. Ngay giữa trung tâm quận 10 đắt đỏ ở Sài Gòn, khó khăn lắm Sang và Hương mới tìm được một căn trọ nhỏ, diện tích chỉ vỏn vẹn 15 mét vuông với giá 2 triệu đồng một tháng. Dự tính ban đầu của Nhi thì định rủ Hương ở chung với mình, nhưng khi biết cô ở chung với Sang thì Nhi dường như chưng hửng. Cảm xúc ghen tuông lại một lần nữa xâm lấn tâm trí của Nhi. Cô không dám nghĩ đến hai người họ sẽ làm những gì trong căn phòng trọ đó. Một đôi nam nữ yêu nhau, đang trong độ tuổi sung mãn của sức trẻ, và không có sự kìm kẹp của gia đình, tình yêu của họ sẽ thăng hoa hơn biết chừng nào. Cứ nghĩ đến những cảnh đó là tâm trí của Nhi như quay cuồng. Cô không chấp nhận người đàn ông mà mình dốc hết ruột gan để yêu lại hàng đêm nằm bên cạnh ôm ấp một người phụ nữ khác, hoặc thậm chí họ sẽ làm chuyện ấy với nhau. Không chấp nhận, nhưng Nhi cũng chẳng thể làm được gì ngoài cắn răng chấp nhận hiện thực và chịu sự giằng xé trong tim. Hai người họ yêu nhau, chuyện chăn gối có xảy đến cũng là lẽ thường tình. Nhi cố tự trấn an mình như vậy để cố hạ bớt cơn ghen tuông của bản thân. Cô cắn răng bấm bụng, thuê ngay căn phòng bên cạnh phòng Sang với Hương để có thể nhìn thấy và tiếp xúc với Sang hàng ngày. Hơn hết là cô hy vọng có thể lợi dụng sự ở gần, lỡ như Sang nảy sinh tình cảm với mình thì sao? Tia hy vọng dù mong manh đó cũng đã đủ để kéo Nhi ở lại và chấp nhận chịu giày vò dây dứt. Cảm giác người mình yêu chỉ cách mình một bức tường, nhưng dường như lại xa xôi vạn dặm. Thấy đó nhưng lại chẳng hề với tới được. thứ cảm giác này thật đau đớn làm sao. Vừa bước chân lên thành phố thì cả ba đứa kiếm ngay công việc làm thêm để có thể kiếm thêm tiền trang trải sinh hoạt phí. Nhi và Hương thì làm nhân viên phục vụ bán thời gian ở một quán nhậu bình dân nhỏ. Còn Sang thì đi đăng ký chạy xe ôm công nghệ với hy vọng có thể kiếm được nhiều hơn. Cứ thế mà dần dần cả ba đã quen với nhịp sống của thành thị. Vừa học vừa làm, tuy vất vả và mệt mỏi đó nhưng lại vui. Cứ tối tối khi xong ca thì Sang lại đến để đón hai đứa về trọ. Lâu lâu thi thoảng cuối tuần lại gom góp nhau làm một chầu nhỏ để giải khuây, vừa thư thả lại ấm cúng, kết chặt tình bạn bè hơn. Đó là suy nghĩ của Sang thôi, chứ Hương với Nhi lại nghĩ khác. Hương thì cho rằng đó là một bữa ăn có đầy đủ thịt rau, còn Nhi thì lại nghĩ rằng đây là cơ hội để mình có thể gần gũi Sang hơn chút nữa, dù cho đó cũng chỉ là với tư cách một người bạn. Nhịp sống cứ vậy trôi đi, thoáng chốc cũng đã đến gần cuối kỳ. Bây giờ áp lực đè nặng lên vai của Hương là học phí. Số tiền kỳ này phải đóng là 10,5 triệu. Đó đã là số tiền được miễn giảm đến 70%, chứ nếu không, con số thực tế phải đóng có đến hơn 35 triệu. Số tiền tích góp được từ việc đi làm thêm và ăn uống tàn tiện cũng chỉ giúp cho Hương vừa đủ trang trải phí sinh hoạt, số còn lại rơi ra cũng không đáng bao nhiêu. Cố vét hết thì Hương chỉ tiết kiệm được có 2,5 triệu, còn 8,5 triệu nữa không biết tìm đâu ra. Bây giờ gọi về cho mẹ để bà gửi lên thì Hương không nỡ. Ở quê kiếm được đồng tiền không phải dễ dàng gì, giờ mà bảo gửi lên rồi thì mẹ cô lấy gì mà tiêu. Hương chần chừ hoài thật lâu rồi nói: "Chắc em phải đi vay ngân hàng thôi anh à, từ này tiền không đủ đóng được một tháng học phí nữa." Sang mới chạy xe về, anh cởi nón bảo hiểm và áo khoác ngoài ra, nói: "Vay ngân hàng sau này còn phải trả lãi nữa em à. Thôi đừng vay, để đó anh tính cho." "Tính sao được mà tính đi anh, 8 triệu lận đó." Sang cười rồi xoa đầu Hương nhẹ nhàng như dỗ về. Anh đáp: "Mỗi tháng anh được nhà nước hỗ trợ khoảng 3,8 triệu, với tiền anh nhận được từ học bổng, tiền chạy xe ôm công nghệ thêm. Hiện giờ anh tích lũy được 10 triệu rồi nè, để anh đưa cho em." Nói xong, Sang lấy điện thoại ra định chuyển tiền cho Hương, nhưng cô liền ngăn lại. Hương không đồng ý. Cô nói: "Không được đâu anh, làm như vậy rồi còn phần anh thì như nào?" "Lo gì, anh học sư phạm có mất học phí đâu, lại còn được học bổng mà. Em cầm mà đóng đi, đừng nghĩ gì nhiều." Sang chuyển một mạch 8 triệu sang cho Hương, cộng với số tiền 2,5 triệu của cô nữa thì may mắn vừa đủ. Sang nhìn số dư của mình còn 2 triệu, anh thở dài mà than: "Số còn lại thì vừa đủ đóng tiền trọ tháng này, còn tiền ăn thì chắc tháng này mình tiết kiệm hơn tí. Hy vọng anh chạy được nhiều đơn hơn." Nhìn dáng vẻ tần tảo của Sang mà Hương thương lắm. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên áo của anh, toàn thân tỏa ra mùi của nắng. Da dẻ đã dần đen sạm đi vì bôn ba quá nhiều. Hương cầm tay người yêu mình, cô nói như sắp khóc: "Em cảm ơn anh nhiều, sau này em sẽ trả lại đầy đủ cho anh." "Khùng quá, trả gì? Anh nuôi vợ anh mà, chứ có nuôi ai đâu. Đừng có suy nghĩ linh tinh nữa. Tắm rửa đi rồi anh chở đi làm. Để anh sang kêu Nhi chuẩn bị rồi cùng đi luôn một thể." Nhi cũng mới tắm xong, nghe Sang qua nói thì cô nhanh chóng chuẩn bị. Hôm nay cô cũng vừa nhận được tiền trợ cấp, nên vừa thấy Sang cô đã ngỏ ý: "Em mới nhận được tiền trợ cấp nè, anh cũng nhận được tiền học bổng rồi ha. Hay là tối nay về ba đứa chúng mình liên hoan một bữa đi?" Sang ngập ngừng, anh ậm ờ đáp lại: Hay là để hôm khác em à. Tại anh mới dồn tiền để đóng học phí cho Hương, nên giờ anh chả còn đồng bạc nào. Thôi chuẩn bị đi nè." Nghe Sang nói mà Nhi như nhận được một cú sốc. Cô không ngờ anh lại hy sinh vì Hương như vậy. Làm thế khác gì anh đang thay mẹ Hương nuôi cô ăn học. Nhi định hỏi sâu hơn, nhưng chợt nhận ra cũng không nên quan tâm kỹ chuyện riêng của Sang làm gì, kẻo lại khiến cho anh khó chịu, thế nên cô đành im lặng. Sang chở cả hai đến chỗ làm và nhịp sống cứ thế diễn ra. Trong mắt của Nhi bây giờ, Hương chẳng khác nào là một kẻ ăn bám. Cô chỉ để bụng chứ không nói ra thành lời. Trong lòng lại sợ Sang thiệt thòi và mất nhiều sức lực hơn mà thôi. Xe dừng lại ở quán nhậu như mọi khi. Nhi bước xuống mà trong lòng nặng trĩu. Từ đó trở về sau, hầu như mọi chi phí sinh hoạt và học phí của Hương đều do một tay Sang lo liệu cả. Số tiền Hương đi làm thêm, Sang cũng không hỏi đến làm gì, coi như cho Hương có cái mà tiêu vặt và mua ít đồ trang điểm phấn son. Sang một buổi đi học, buổi còn lại thì chạy xe ôm, có khi chạy đến đêm mới về. Ngày nào được nghỉ thì anh sẽ chạy từ mờ sáng cho đến sập tối, nên thu nhập cũng tương đối cao. Không những tự lo được cho bản thân và người yêu, mà anh còn dư ra một khoản nho nhỏ để gửi tiền về cho mẹ. Mẹ Sang tự hào con của mình lắm, chăm ngoan học giỏi, lại còn biết giúp đỡ gia đình, nhưng vui sướng nhất thì vẫn là bà Hiền. Từ ngày Hương lên thành phố học, bà cũng chẳng mấy khi gửi tiền lên để phụ giúp chi phí cho con, vì mọi thứ đã có Sang lo liệu. Thi thoảng, bà cũng chỉ gửi lên ít đồ ăn lặt vặt, coi như tẩm bổ cho con gái, chứ chẳng có gì là giá trị. Bà thừa biết Sang đang nuôi con gái của mình ăn học. Trong lòng bà cũng có chút mắc cỡ, nhưng rồi bà cũng tự lấy lý do Sang chăm vợ tương lai của nó để tự lấp liếm đi cảm giác xấu hổ của bản thân. Thật ra cũng từ lúc đó, bà đã có mong muốn Sang sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi Hương tốt nghiệp và lấy được chứng chỉ hành nghề. Suy nghĩ có vẻ ích kỷ, nhưng bà chẳng mấy quan tâm. Thấm thoát đã một năm trôi qua, Hương cũng đã dần quen cái cảm giác được bạn trai bao nuôi rồi, nên cô cũng không thấy ái ngại như lúc ban đầu nữa. Thậm chí là sự biết ơn cảm kích cũng đã biến đâu mất. Thay vào đó, Hương đã dần mặc định xem những gì mà Sang làm cho mình là những chuyện đáng ra phải thế và nên như thế. Cảm giác xót xa khi cầm tiền của người yêu mình cũng đã dơi đi khá nhiều trong cô. Những sự thay đổi này, chính bản thân Hương cũng không hề nhận thức được. Có lẽ Sang đã làm điều này nhiều lần. Mọi thứ đối với Hương đã quá quen thuộc, nên cô thấy không còn quan trọng nữa. Sang cũng không nhận thấy gì xa lạ từ người yêu của mình, mà người duy nhất có thể nhìn thấy và nhận ra sự thay đổi trong con người của Hương, đó chính là Nhi, cô bạn thân duy nhất và cũng là người đã yêu thầm Sang từ bấy lâu nay. Nhi để ý dạo này hay thấy Hương bắt đầu có dấu hiệu thân mật với khách nhiều hơn. Dần dần, Hương không còn là một phục vụ bán thời gian nữa, mà giống như một nhân viên thực thụ vậy. Hương chủ động ăn mặc đẹp, mời chào các bạn nhậu mua bia, và thi thoảng còn uống chung với khách. Nếu mọi thứ chỉ dừng lại như vậy thôi thì Nhi cũng không nói làm gì. Thế nhưng Nhi còn nghe thấy tiếng của Hương đưa đẩy với khách nhậu, không giống như cách của một tiếp viên, mà nó giống với một cô gái đang đưa tình với một chàng trai nào đó, đang cố ý tán tỉnh mình. Lần nào cũng vậy, Nhi đứng ở bên trong lâu bàn nhìn ra, chứng kiến rõ cách Hương tiếp khách. Bàn đó có ba gã thanh niên đang nhậu với nhau. Hương đem giỏ bia tới, chủ động mời chào. Mấy anh có uống thêm bia nữa không? Hương hỏi bằng một chất giọng ngọt ngào đầm thắm, kèm theo ánh mắt đưa tình đầy khiêu gợi. Cô đứng tạo dáng bên giỏ bia để chèo kéo mời khách uống thêm. Ba tên đó nhìn thấy nét đẹp của cô bác sĩ tương lai thì tên nào cũng mê mệt mà buông lời trêu hoa ghẹo nguyệt đùa giỡn. Em gái, em xinh quá, hay là ngồi xuống đây uống với bọn anh vài lon đi, rồi lát nữa anh thưởng thêm. Thấy bọn hám sát đã bắt đầu cắn câu của mình, Hương ổng ẹo nói: Người ta có muốn uống cũng đâu có bia đâu mà uống, mấy anh uống hết rồi còn đâu. Tưởng gì á, em xách thêm một thùng bia nữa ra đây, bây giờ thì ngồi xuống uống với tụi anh được chưa? Hương ánh mắt ranh mảnh, cô không cam tâm với hoa hồng một thùng bia được, vì thế mà lại tiếp tục mè nheo làm giá. Mấy anh không cho người ta ăn hả? Đồ nhắm cũng hết rồi còn gì. Giận ghê vậy đó. Cái chất giọng dẻo quẹo làm cho thằng nào thằng đó cũng mê như điếu đổ. Bọn đó cứ nghĩ sắp dụ được Hương rồi nên cao hứng lắm. Nó cầm cuốn sổ lên rồi gọi liên tục 3-4 món. Đợi cho khâu bếp chốt sổ rồi thì Hương mới chịu ngồi xuống giả vờ khui bia ra. Tiếp theo mới là điều đáng để nói. Ba thằng kéo sát ghế lại ngồi gần Hương, mong có thể đụng chạm được gì đó. Nhi thấy hết nghe hết nhưng chẳng làm được gì. Ba thằng kia, đứa thì khoác vai Hương, đứa thì ôm eo, còn đứa thì đưa tay sờ hẳn vào phần đùi trong nhạy cảm. Hương không những không phản đối mà còn dùng cớ để vòi vĩnh thêm. Mấy anh này kỳ ghê á, làm vậy người ta ngại mà. Thoải mái lên em, lát nữa tụi anh thưởng thêm mà, lo gì cưng. Bọn nó vừa uống vừa động chạm cơ thể của Hương. Dĩ nhiên Hương cũng biết phòng thủ nên không cho bọn nó chạm vào những chỗ nhạy cảm của mình. Điều này như càng làm cho bọn nó phấn khích hơn, rồi chi tiền ra nhiều hơn, mong được một lần Hương phục vụ chu đáo. Dĩ nhiên là hai chữ phục vụ ở đây vốn cũng chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Cứ mỗi lần bị đề cập đến những chuyện đó thì Hương đều lảng tránh và kiếm cớ chuồn ngay. Mỗi đêm tiền hoa hồng bán bia đồ ăn cùng với tiền bo thêm của khách, Hương kiếm đến cả triệu, số tiền bằng cả tuần đi làm quần quật của những người khác. Mặc dù Hương thừa hiểu chuyện mình làm cũng không mấy tốt đẹp, nhưng rồi cô cũng chặt lưỡi cho qua, miễn là mình không làm điều gì quá giới hạn là được. Nghĩ đến Sang ở ngoài cực khổ, bươn chải kiếm từng đồng từng cát để cho Hương, và chứng kiến những hành động thường ngày của nó tại quán, khiến cho Nhi không khỏi bất bình. Cô nhìn mà cảm thấy ghen giùm cho Sang. Không biết anh sẽ nghĩ như thế nào khi người yêu của anh để cho kẻ khác tự nhiên khoác vai ôm eo và thậm chí là hôn trán hôn má. Nhi cảm thấy hành động của Hương thật là trơ trẽn. Và rồi đến lúc không chịu được nữa, cô kéo Hương đi ra khỏi quán, hỏi thẳng. Mày làm như vậy á, không thấy có lỗi với anh Sang hả Hương? Nhi hai tay chống nạnh chất vấn, đang chờ đợi câu trả lời từ người bạn của mình. Phần Hương thì cô cũng tỏ vẻ không hiểu mà hỏi lại. Mày sao vậy Nhi? Tao làm gì đâu mà thấy có lỗi? Không làm gì. Tao nhớ mày với tao á đi làm nhân viên phục vụ thôi, mà sao bây giờ á mày biến thành gái bán bia luôn vậy? Câu từ và lời nói của Nhi đang nhắm thẳng vào mình. Hương lập tức cắt lời bạn ngay. Thì tao nhận thêm bia và đồ nhắm bán cho khách để ăn thêm hoa hồng, bộ không được à? Có gì đâu á mà mày nói năng lên thế? Thế sao á mày lại để khách khứa người ta sờ soạng khắp người mày vậy hả? Mày có nghĩ đến anh Sang không? Hương nhất thời cứng họng, gương mặt khó xử hiện ra rõ ràng. Nhi thừa biết cảm xúc của bạn mình lúc này nên cô công kích tiếp. Không trả lời được đúng không? Vậy tao nói giúp mày luôn cũng được. Nếu mày không rù quến đưa đẩy thì làm sao á mà bán được bia mà moi được tiền đúng chứ? Mà muốn moi được tiền á thì mày phải biến mình thành một dạng gái booking để cho người ta sàm sỡ. Im đi, mày quá lời rồi đó Nhi à. Hay là mày thấy tao bán buôn được nhiều tiền nên đâm ra ghen ăn tức ở có đúng không? Nói thẳng ra đi. Nhi hừ lạnh một tiếng, cô chỉ tay ra ngoài đường rồi nói. Mày nghĩ thử xem, anh Sang ở ngoài đường cày cuốc kiếm từng đồng nuôi mày ăn học, lo mày từ học phí đến tiền chi tiêu. Còn mày á, là người yêu của ảnh, lại để cho đám con trai sờ mó hết chỗ này sang chỗ khác. Mày có coi ảnh là người yêu hay không? Hay chỉ là một cái máy in tiền cho mày bào hả? Nhi nói xong mà lòng đau như cắt. Hương biết mình đã sai hoàn toàn rồi, nhưng vẫn không hề hối lỗi. Nó cũng biết được hình như Nhi cố ý với anh Sang nên mới có thái độ như thế. Hương vẫn rất dửng dưng, nó trợn mắt đáp lại. Chuyện tao làm gì không cần mày xí vô. Anh Sang không nói thì thôi, người ngoài như mày không được quyền ý kiến. Mày ghen tị với tao vì người yêu tao đối tốt với tao chứ gì. Mày sẽ không bao giờ có được cảm giác của tao đâu, đừng có tơ tưởng nữa. Dứt câu, Hương tiếp tục quay trở lại tiếp khách, để lại một mình Nhi đứng đó như chết lặng. Tính ra thì Hương nói đúng, quả thật là Nhi ghen tị trước tình yêu mà Sang dành cho Hương. Nhi cũng khao khát có một tình yêu như vậy. Nhưng Nhi cũng đau lòng khi dần dần nhận ra người mình yêu lại đâm đầu vào yêu một người không đối với anh ấy thật lòng thật dạ. Nhi dọn dẹp rồi lủi thủi bước về, mà trong lòng như có cả đống muộn phiền cứ chồng chất ngổn ngang. Sáng hôm sau, đang trong giờ ra chơi, cô hẹn Sang ra ngoài hành lang nói chuyện. Trong lòng định sẽ nói ra hết những gì mình chứng kiến lâu nay cho Sang hay. Giống dĩ Nhi đã định nói với anh từ lâu, nhưng sợ làm cho Sang buồn nên cô cứ giấu mãi. Nhưng mọi chuyện đã đi đến nước này rồi, Nhi cũng không thể nào khoanh tay nhìn người mình yêu bị lợi dụng mãi được. Đã thế, hôm nay cô sẽ quyết tâm nói hết tất cả cho Sang biết. Dù cho Hương có từ mặt, hai đứa có trở bạn thành thù thì Nhi cũng chẳng thèm quan tâm. Sang từ trong lớp bước ra, đứng ngay cạnh Nhi. Có chuyện gì gấp hay sao á mà em kêu anh ra đây vậy? Không đợi về phòng nói được à? Nhi gật đầu, cô đáp lại bằng một câu hỏi khác. Anh có biết mỗi tháng Hương nó kiếm được bao nhiêu không? Sang có chút không hiểu. Anh lắc đầu, Nhi thở dài, nói tiếp. Khoảng 20 triệu, đó là con số em ước chừng thôi, trên thực tế có thể nhiều hơn nữa. Làm sao mà có được, làm phục vụ mỗi ca 4 tiếng, cùng lắm được 120.000 là cao, đâu ra con số em nói được. Nhi đem toàn bộ mọi chuyện mà mình biết kể lại cho Sang nghe rõ ràng đầu đuôi, không thiếu một chi tiết nào. Sang nghe rất chăm chú. Nét bất ngờ thoáng xuất hiện trên gương mặt của anh, nhưng rồi nó cũng dần biến mất. Anh cười trừ mà nói Em nghe ai vu khống đặt điều có đúng không? Chứ nếu có số tiền đó thì Hương đâu cần anh giúp làm gì. Giả lại anh không tin Hương lại để cho người ta động chạm vào cơ thể mình như thế đâu. Anh nói thế khác nào bảo em đặt điều. Được rồi, có thể anh là con trai nên không biết được đồ của con gái. Đồ mỹ phẩm mà Hương đang dùng có giá hơn 8 triệu một bộ đó. Anh nghĩ số tiền này ở đâu ra? Cái mà anh thấy được chỉ là những thứ họ cố tình cho anh thấy mà thôi. Em thôi đi. Em với Hương có xích mích gì với nhau anh không hề biết. Nhưng em cũng không được gì thế mà lại nói bạn mình như vậy được. Hương tuyệt đối không phải là loại người như em nghĩ. Anh hoàn toàn tin tưởng người yêu của anh. Nghe Sang nói mà Nhi dường như muốn nấc nghẹn. Bây giờ trong ánh mắt của anh, cô đã biến thành một kẻ phản diện, chuyên nói xấu đặt điều để hãm hại người vô tội và ly gián tình cảm hai bên. Sang hoàn toàn tin tưởng Hương và thậm chí không chịu nghe lời của ai khác. Câu nói của anh như một nhát dao đâm thật mạnh vào tim của Nhi vậy. Cô biết mình không làm được gì hơn nữa nên rơm rớm nước mắt nghẹn ngào. Nếu anh đã cố ý như vậy thì thôi cho em xin lỗi. Em sẽ dọn đi ngay để khỏi làm phiền hai người nữa. Chúc anh hạnh phúc. Trưa hôm đó, Nhi về trọ không nói không rằng mà dọn hết đồ cá nhân rồi đóng cửa rời đi. Cô trả trọ rồi chuyển đến nơi khác sống. Sang chạy xe đến tối muộn mới về, còn Hương thì làm ở quán đến tận khuya mới bắt đầu ló dạng. Hôm nay không thấy Nhi đến làm, Hương cứ nghĩ là cô đang kể chuyện gì đó nên tạm nghỉ một hôm. Không hề biết là Nhi nghỉ luôn thật. Hương vẫn như cũ, vẫn chèo kéo khách và làm những thao tác hàng ngày. Giờ đây, mọi thứ dần đã thuần thục và cô cũng không còn cảm thấy có một chút tội lỗi nào cả. Dù cho là vậy, nhưng cô vẫn sợ Nhi sẽ đem chuyện này nói lại với Sang. Còn về phần của Sang, khi chạy xe về, thấy cửa phòng của Nhi đã khóa trái. Mở cửa sổ ra thì thấy đồ đạc trong phòng trống trơn. Sang cũng hiểu là Nhi đã dọn đi rồi. Anh ngồi một mình suy nghĩ lại những lời mà Nhi đã nói với mình khi sáng. Lòng cũng mơ hồ xuất hiện một chút ngờ vực. Cứ thế anh đợi Hương trở về, mà trong lòng sốt ruột chẳng khác nào như có ngàn vết kim châm. Và đêm hôm đó, Hương trở về nhà với bộ dạng say khướt, quần áo có dấu hiệu của sự va chạm. Sang nhìn mà như muốn tím tái hết ruột gan. Anh đóng cửa lại, tự tay cởi đồ, dùng nước ấm lau người cho Hương, rồi thay cho cô một bộ đồ mới. Cuối cùng là pha cho cô một ly trà gừng để giải rượu. Sang tự tay mớm cho cô từng thìa nhỏ. Vừa mớm mà trong lòng chợt xuất hiện ra cảm giác bồn chồn khó tả. Dự định là đợi Hương tỉnh rượu, anh sẽ gạn hỏi cho rõ ràng. Đêm đó anh nằm cạnh Hương mà tâm trí không thể nào thôi suy nghĩ. Sáng hôm sau, Sang dậy sớm rồi dọn dẹp sơ qua căn phòng. Hôm nay là chủ nhật, Hương được nghỉ học, nên anh cũng để cô ngủ thêm, chứ không gọi cô dậy làm gì. Đến hơn 8 giờ Hương tỉnh dậy, thay đồ ăn sáng đã được để sẵn trên bàn. Sang thì đang kiểm tra lại chiếc xe. Anh phủi tay rồi nói: "Em vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng đi kẻo trễ." Hương ăn sáng xong xuôi, Sang cũng kiểm tra xe hoàn tất. Anh bước vào cởi áo ra, ngồi đối diện với cô. Sang nhìn Hương với ánh mắt đầy sự nghiêm túc, hỏi: "Công việc của em dạo này ổn chứ?" "Vẫn ổn anh à, hôm nay em vẫn làm như mọi khi." Dừng lại một nhịp, Sang đưa mắt liếc sang bộ mỹ phẩm đang nằm trên bàn. Anh hỏi tiếp: "Em lấy đâu ra tiền mà mua nguyên bộ mỹ phẩm đó vậy?" Hương có chút bất ngờ, không biết vì sao Sang lại hỏi như vậy. Liệu rằng có chuyện gì xảy ra hay chăng? Cô liếm môi đảo mắt, rồi bịa ra một lời nói dối. Có lẽ Sang đã lường trước được. "Có bao nhiêu đâu anh, vài trăm mấy mà, bộ này rẻ lắm." "Anh vừa tra giá món đồ rồi, cộng lại xấp xỉ 9 triệu. Có phải em đã làm booking bia có đúng không?" Nói đến đây, Hương Biên Nhi đã kể lại gì đó cho Sang rồi. Cô chuyển ngay thái độ, lạnh giọng nói: "Có phải con Nhi nó nói với anh rồi phải không?" "Phải, Nhi nói hết với anh rồi, nhưng anh không tin." Nhưng dù sao, cô cũng không ngờ rằng Nhi lại đem chuyện này đi mách với Sang thật. Định bụng sẽ đợi Sang đi, rồi qua phòng nói chuyện với Nhi cho phải lẽ. Thế nhưng Sang lại nói tiếp: "Chính em làm cho anh nghi ngờ. Em không để ý bộ đồ mình đang mặc sao?" Hương bất ngờ nhìn xuống dưới. Bây giờ cô mới nhận ra là hôm qua say quá không nhớ gì cả, cũng không hề biết mình có thay đồ hay không. Sang bảo là chính anh đã thay đồ cho Hương và phát hiện trên người Hương có những dấu hiệu lạ. Đầu tiên là có hương thơm nước hoa nam thoang thoảng, tiếp đến là quần áo xộc xệch như vừa có va chạm với ai đó. Sang không muốn nghi ngờ gì Hương, nhưng những dấu hiệu hiện rõ rành ra đó thì làm sao anh không nghi ngờ cho được. Anh đang chờ đợi một câu giải thích từ người yêu của mình. Hương làm mặt xụ, cô rơm rớm nước mắt. "Anh đang nghi ngờ em hả? Thật ra em có nhậu bia của quán rồi bán cho khách thôi, chứ không như những gì con Nhi nói với anh đâu. Em vẫn biết chừng mực mà. Hôm qua quán vắng nên nhân viên bọn em được sếp đãi vui quá. Em cũng có uống vài lon, cùng với chị em hát vài bài thôi chứ không có gì hết. Còn bộ mỹ phẩm kia, em xin lỗi vì đã giấu anh. Nhưng thật lòng em cũng muốn mình có một bộ mỹ phẩm tử tế để tự tin hơn khi trang điểm." Thấy Hương dường như sắp khóc đến nơi, nên Sang cũng mũi lòng. Anh tin là Hương nói thật, nhưng cũng không cho rằng Nhi gạt mình. Anh cầm tay Hương thủ thỉ: "Anh luôn tin tưởng em mà. Anh chỉ hỏi để biết được em làm việc thế nào thôi. Nhưng dù sao môi trường quán nhậu cũng không phải là nơi tốt lành gì. Em nên cẩn thận, giữ khoảng cách với khách hàng một tí vẫn hơn." Trưa hôm đó, Sang lại tiếp tục ra đường chạy xe. Còn Hương thì lật đật lấy điện thoại nhắn tin với Nhi, hỏi cho ra lẽ. Trong tin nhắn, Hương chửi Nhi là đồ phản bạn, muốn đạp đổ tình yêu của cô với Sang, và tuyên bố cạch mặt nghỉ chơi, không còn làm chị em gì nữa. Nhi cũng nói là đã chuyển đi và cũng mặc kệ hai người. Cuối cùng, mọi chuyện cũng may mắn được giải quyết êm xuôi. Hương thì cắt đi một kẻ thù nhiều chuyện, nhưng Nhi thì lại xa người mình yêu, và Sang trên đầu đã lú nhú ra một cặp sừng nho nhỏ. Thực tế là tối hôm qua, mọi thứ không hề diễn ra như những gì mà Hương đã kể. Khi ấy cô đang ngồi tiếp một bàn khách gồm hai người, cũng gọi là có tí tiền bạc. Họ kêu bia gọi món, rồi yêu cầu Hương ra ngồi chung để tiếp chuyện. Cô được hứa với một giá tiếp rất cao nếu nhiệt tình. Thế nên Hương mừng lắm. Hai thằng đó cũng lắm trò, cứ rót bia ra rồi để lên trên một tờ tiền, sau đó thử thách Hương uống. Cứ uống hết ly nào thì lấy tiền ở dưới ly đó luôn. Thế là cô nghĩ khách vô kẹo hang máu nên uống liền tù tì cả chục ly không nghỉ. Số tiền lấy được là 5 triệu đồng. Độ tầm dăm phút sau thì bia bắt đầu thấm, và Hương không còn giữ nổi bình tĩnh nữa. Cô mơ màng trong cơn say, và thế là thời cơ cho hai tên đó giở trò đồi bại. Bọn họ cứ thế thản nhiên mà sờ soạn hết chỗ này sang chỗ nọ khắp cơ thể của Hương. Dĩ nhiên là có cả những vùng nhạy cảm nữa. Cô biết được nhưng không đủ sức để phản kháng. Vừa đưa tay lên định gỡ tay hai thằng đó ra thì một trong hai đã lên tiếng: "Ngoan ngoãn ngồi im đi, bọn anh cho thêm 5 triệu nữa." Tập truyện của ngày hôm nay đến đây đã hết rồi. Khôi xin cảm ơn quý cô chú anh chị đã lắng nghe. Mong là những gì mà Khôi và tác giả mang đến sẽ giúp quý cô chú anh chị có những trải nghiệm thật ý nghĩa. Khôi mong được quý cô chú anh chị ủng hộ bằng cách like, share và đăng ký kênh ạ. Xin chúc cô chú anh chị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.